Huyền My, sinh năm 1995, với gương mặt khả ái và thân hình, lý tưởng, cao 1,74m, số đo 3 vòng 83. 62 đến 93, Á hậu một huyền mi nhận được rất nhiều sự ưu ái của công chúng sau khi cuộc thi Hoa hậu. Việt Nam 2014 kết thúc sau đêm chung kết nhiều ý kiến cho rằng Á hậu Huyền My xứng đáng hơn với danh vị Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy nhiên, sau đó, cô vướng nghi án lộ hình mặc nội y phản cảm diễn. Trong quán bar và bị BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 triệu tập khẩn cấp để giải trình về việc này. Á hậu Huyền Mi sinh năm 1995 ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và chiều. Cao 1,74 m Huyền Mi còn là thí sinh biết giao lưu, ứng xử hơn các thí sinh khác nhờ kinh nghiệm năm. Năm làm mẫu, nhưng trái với dư luận đồn ào, cô gái 19 tuổi hài lòng với quyết định của ban giám. Khảo, sau cuộc thi, cô sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục việc học và tích cực tham gia các hoạt động từ. thiện trước, nay vẫn theo đuổi, Huyền Mi tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền Mi, cô sinh năm 1995 và là con cả trong gia đình có hai người con. Bố của Huyền Mi đang làm ở viện Hàn lâm Đức Thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội còn mẹ làm việc ở Thẩm Mỹ Viện, hiện tại, 2014, Huyền My. Đang sống cùng bố mẹ, em trai vào bà nội trong một biệt thự rộng 800 m vuông tại Hà Nội, 14 tuổi. Huyền My đầu quân vào Venus và đi theo con đường làm mẫu chuyên nghiệp, 2 năm sau, cô được bà bầu Hạ Vi đưa sang Trung Quốc để tham dự cuộc thi siêu mẫu châu Á 2011 năm ấy, huyền mì cao. 1,71 m xuất sắc vượt qua 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, huyền mi giành được giải thưởng người mẫu có khuôn mặt ăn ảnh nhất sau giải thưởng đầu tiên. Trong đời, cô gái trẻ về Việt Nam và tập trung phần lớn thời gian cho việc học. Bên cạnh đó, cô cũng nhận lời xuất hiện ở những chương trình thời trang trong nước. Công ty Venus miền Bắc là nơi huyền mi hoạt động từ lúc vào nghề. Đây cũng là cái nôi của những chân dài khác như Andrea. Phan Hà Phương yêu thích chàng thủ môn Pecha Check, Huyền Mi trở thành một fan đích thực của Chelsea si, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cô được mọi người ưu ái gọi là niềm tự hào của cộng đồng. Fan hâm mộ Chelsea si tại Việt Nam năm 2014, Huyền My đến với cuộc thi Hoa hậu với chiều cao 1,74 m và những số đo lý tưởng 83, 62 đến 93. Cô hiện là sinh viên năm nhất học viện thời trang Lon john cô được xem là ứng viên nặng ký bên cạnh những cái tên khác như anh tú nguyễn cao kỳ duyên bảo như